Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay Trời đất ơi ông nội ơi quý bà con mình nghe tin gì chưa Cô Sáu, cô Sáu chơi lớn Cô Sáu thưởng cho đệ tử ruột một cái số tiền ta nói nó khủng văn khiếp Trời ơi ngày hôm nay em báo cáo quý bà con mình cái tin này nè Mà em khuyến khích với quý bà con nghe khi mà chúng ta nghe cái thông tin này, chúng ta coi cái video này Quý bà con mình tuyệt đối đừng ăn cơm Và tuyệt đối không được uống nước Tại vì sao? Tại vì quý bà con mình nghe xong Quý bà con mình sẽ mắc ối Và sẽ bị sốc nước Hừ, ghê vậy đó Rồi cái thông tin đó hay như thế nào Nó hấp dẫn ra làm sao Thì em rất mong quý bà con mình Nhanh chút ít thời gian ra Gán mà coi hết dùm em Xin mời tất cả quý bà con mình Cùng theo dõi Mới đây em phát hiện trên các cái hội nhóm yêu thương chị Lon một cái bài viết mà được cho rằng ở bên phía bún bò có viết như thế này. Ờ à, cảm thấy vô cùng biết ơn lợn tay xanh? Sao cảm thấy con là một người y chang như là quý nhân đã đến với cuộc đời của Sáu? Ừ, giúp cho Sáu, giúp cho con gái của Sáu. Sao mang ơn con? Lợn tay xanh ơi, Sáu hứa cuộc đời này sáu sẽ cố gắng cùng con đi hết cái con đường còn lại. trời đất ơi thật. quý bà con mình nghĩ như thế nào? chu cha ơi em nói ở dưới bình luận á. trời đất ơi người thì người ta cười người, người ta thì người ta làm những cái chuyện mà thả ai cần á. trời đất ơi. còn riêng em á nhiều khi mà em em mà nói được em em mà thả ai cần được á em nói như vậy nè. ộp 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 é ọp 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 ép quý bà con mình nghĩ như thế nào về cái cái dòng bình là ô oh lộn cái dòng xì tá tút này quý bà con mình bày tỏ cảm xúc liền giùm em đi quý bà con biết làm sao không tại vì á mấy ngày hôm trước con lợn tay xanh nó lên nó live stream nó nói như thế này nè em nhắc lại cho quý bà con nào mình chưa biết nha đối với uh, vợ chồng le le đó giờ vợ chồng le le mà có chữ lợn á thì lợn cũng không bao giờ lợn cãi lại tại vì sao tại vì lợn gì cô sáu lợn gì bé hồng ve cho nên vì vậy lợn cố gắng giữ bình tĩnh lợn lợn sẽ làm hết mình bảo vệ cô sáu đi đến cái con đường còn lại và lợn khẳng định luôn ờ ông 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 cái ông 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 là chính do lợn bỏ tiền ha. Ừ hợp báo đâu này kia là lợn cũng bỏ tiền ra chứ không có dê nào mà đầu tư tiền vô đây và cũng không có vợ chồng le le nào mà bỏ tiền vô đây làm số làm chỗ trơn á, chính là lợn nè, lợn bỏ tiền cái tất tầng tầng. Ọp ẹc. Ọp ẹc. Tao biết tôi nghe mà tôi mắc cười. Không biết quý bà khôn mình có sạc cơm có sạc nước không chứ em riêng em 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 mất cười lắm quý bà con. Chắc sao nghe được, sao khoái, sao mềm lòng. Chắc uh, chuyến này sao cũng thưởng cho chị uh, chị lợn tay xanh bậy vài uh, bịch cám heo. Đúng rồi, phải thưởng cho chị tay xanh cám heo đi, cho chị tay xanh chị ăn. <laughs> quý bà con mình có biết, thường thường ta nói câu này cũng khá là hay. Mật ngọt chết rồi, mật ngọt thì chết rồi. Đúng, chính xác. Thường thường quý bà con về miền Tây đi. Trời đất ơi, ta nói, những người miền Tây người ta nói chuyện cọc lóc mà. Thật, người ta nói chuyện mà kiểu như cọc cằn, thô lỗ. Nhưng những cái con người đó là những người thật. Ừ, người ta thật thà, người ta chất phát, người ta nghĩ cái gì, người ta nói ra cái đó. Còn ở đây quý bà con mình thấy không? Mẹ con sáo xì bào, đặc biệt á, là chị Gia nha. Ôi ôi, chị Gia mở miệng ra là dạ, thưa, ừ cái gì cũng giả thương mà nói tôi nói thiệt thôi ơi cho tôi đàn ông mà tôi nghe tôi còn mê đi huống chi mấy bà phụ nữ đúng không quý bà con bởi vì nghe mê quá mê quá đó mới thành ra cô lành đó thôi cô lành giờ nằm treo queo đó rồi mê quá thành ra cái thằng hen trèn đó đó mình chút xíu em nói cho cái vụ cái vụ đó thằng đó cho quý bà con nghe bây giờ mình làm việc trước lợn tay xanh đi ồ ồ ồ ồ đó con lợn tay xanh đó, nó bị bệnh đó quý bà con biết bị bệnh gì không hiện tại bây giờ nè nó bị bệnh ảo tưởng sức mạnh đó bây giờ nó nói á nó nói như vậy nè nó nói nó bỏ tiền ra nó làm cái lai show cho con bành thị lê gia quý bà con tin không <laughs> riêng cá nhân em có ép em có cho em tiền tỷ đi chăng nữa em cũng không hề mà em tin con lặn tay xanh này nó có tiền nó làm lai show cho con dê tại sao Quý bà con mình không biết á Chứ nhiều người, người ta biết cái Trời ơi người ta nghe cái là người ta biết Nhỏ này nói xạo rồi Nó không có tiền Mẹ con sáu xì bào đợt Cái đợt nào đó Nó còn binh cho chị Lon á Binh giật chị Lon á Mẹ con sáu xì bào đội thưa đội kiện đó Nó còn không có tiền đóng tiền phạt đây Nó còn lên nó xin cộng đồng mạng Trời đó ơi nó than nó thở dữ lắm Rồi cuối cuộc cộng đồng mạng ta cho tiền đó Đó gọi dở đâu ra nó có tiền nó làm live xô em nói quý bà con đúng không tin không tin chỗ nào rồi mai chiều nè em nè em nè ví dụ em nè một thằng youtube nha <laughs> mai chiều em mở cái live show ra đó rồi quý bà con mình tin là em bầu xô không làm sao mà tin được bây giờ chị nói khơi khơi không mà chị nói chị đã từng hợp tác với thằng vũ vũ le là kêu bằng mở live show đồ này kia các kiểu đúng không đâu chị chụp hình chị đăng chị đưa lại cho anh ta coi đi Đúng chưa Thì đương nhiên bầu xô thì lúc nào cũng đi chung với ca sĩ Đó Thì chỉ phải chụp lại với ca sĩ cho người ta câu người ta mới tin chứ Đúng không Ôp ôp Trời đất ơi là trời Nó nói mà làm như mà nó, nó tưởng tượng Nó tưởng như khán giả đó Là đứa con nít Mà vậy á Vậy đó vậy chứ, vậy, vậy chứ mà cũng có nhiều người vô người ta nghe cũng hay thiệt Phải công nhận Lợn tay xanh này nó hay thiệt chứ Ôi ôi không nhận nó nó biết nó nói cái gì hay là nó cho người ta ăn cái gì mà nó nói vậy mà người ta cũng nghe, vậy mà người ta cũng tin. Có nhiều người vô bình luận nói Ôi ôi lợn tay xanh tuyệt vời. <laughs> lợn tay xanh rất là rất 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 là đẹp đẹp người, đẹp tính, đẹp nết, đẹp dòng 1, dòng 3. Trời đất ơi ông nội ơi. chu cha ơi em nói thiệt trời đất ơi là trời cái gì vậy trời. Em nói thiệt nhiều khi bây giờ em không hiểu là bây giờ không biết bên phía cô Sáu cho con lợn tay xanh này nó ăn cái gì Ừ Không lẽ cho ăn lợn mà cám cám lợn cám, cám hả ta Ảo tưởng vừa vừa thôi Mình hãy sống thật với con người của mình đi Đúng không Bây giờ á nó đang bị bệnh kiểu như mà bệnh ảo tưởng sức mạnh Nó nghĩ rằng bây giờ cô Sáu coi trọng nó dữ lắm Đúng chưa Vì bên về coi trọng nó dữ lắm tại vì nó mới nó nó khẳng định mà nó nói nó 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 nó, nó tổ chức xô cho cô sa cho con gái cô sáu là kêu bằng hoành tráng con bà lệ mà ừ bởi vì vậy bên đó khoái mình lắm bên đó bây giờ lệ thuộc vào mình cho nên vì vậy nó nó mới lên bài nó mới lên live tim nó mới khuyên đó nó khuyên là thằng thằng bóng bàn thờ với cái cô mà cái gì soạn giả soạn thiệt bên mỹ gì hai người làm quà đi đó cái bắt đầu bà soạn giả bảnh ba nghe cái bà bật Bà làm ba chữ cho một tăng Gửi ra nhốt Nhốt Rồi bắt đầu nói từ đây từ sau tôi không nói gì nữa Trời ơi là trời dạo gần đây Không tin quý bà con mình coi đi Nó tưởng đâu là nó 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 nó, nó, là bà nội người ta Nó tưởng như giờ nó đang hot lắm Ừ Nó tưởng đâu là giờ nó là kiểu như ngôi sao Là cũng cũng hạng B hạng C chứ chưa được hạng A Chứ vậy Rồi nằm đêm tự hào ha Ôi phải công nhận anh nói chuyện chồng nha, phải công nhận anh em tính ra em cũng giỏi. Em vậy đó mà em tổ chức nguyên cái em tổ chức nguyên cái like xì xô cho chị Hồng ve yeah, thành công tốt đẹp. Trời ơi, mặc dù là em không ra mặt nhưng mà ta biết em nhiều lắm. Ủa nào là người ta cho cám nè, rồi người ta cho con 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 máng cám nè. Rồi người ta cho dĩa bát, rồi, 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 xà bông giặt đồ gì tùm lum đó. Người ta quý em lắm. Người ta đồ chụp hình đồ với em được quá trời luôn. Ừ, người ta người ta khen em như cái đồ bánh tét trên đất ơi ông nội ơi. Thôi bớt dùm con đi bà Đây nè tôi chỉ cho bà nghe nè Bà Sáu á Với con dê á Đừng bao giờ mà sử dụng cái từ Mà tình với nghĩa ở đây Quý bà con mình đồng tình với em không Đúng không Nó chỉ qua là một cái con Mà kêu bằng con 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 chốt á Y chang em nói mấy cái đoạn video trước á Con chốt thôi để chi để thí Để mà mai chiều á Có chuyện gì Con nhỏ này nó ra nó lãnh đạn nó ra nó làm cái tấm bia đỡ đạn cho mẹ con của con ve. Tại sao mà con con ve nó không tìm tất cả những cái bầu xô nào khác để mà mở lai xô cho con ve mà nó đi kiếm cái con lợn tay xanh này? Tại vì rất là đơn giản, tại vì không ai hợp tác với nó. Rồi bây giờ nó khiếu người, mà bây giờ cái lai xô mà không có bầu xô á, thì người ta nhìn vô người ta nói Trời đất ơi nó tự mở ra một cái chương trình văn nghệ thôi, chứ không phải gọi là lai xô. Đó Thì thành ra Nó mới mướn con lợn tay xanh này Để mà mở lai like xô ra Có bầu xô đồ cho nó hoành tráng lên vậy đó Chứ không có đắt gì trơn á Ừ nó, nó, nó đơn giản lắm quý bà con chúng ta hãy hiểu theo một cách vô cùng đơn giản đừng bao giờ nghĩ theo một cách tiêu cực và đừng có nghĩ theo một cách nó nó, nó phức tạp nó vậy nó dễ lắm và thêm cái thông tin như thế này <laughs> hiện tại bây giờ em cũng nghe rất là nhiều các cái thông tin trên các, tất cả các cái nền tảng á, là con dê và cái con ộp 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 ế, đó, cái con dê với cái con con heo đó. Hai đứa này nó kiểu như ý của nó đó. Nó đang muốn mà đi theo cái thằng hai bong bóng. Nó không muốn chọn cái bà soạn giả bên Mỹ. Tại sao? Bây giờ cùng em mà phân tích sương sương chút nha quý bà con. Thì bây giờ nói nào nghe cái bà soạn giả bên Mỹ, thứ nhất á thì nó cách xa về cái địa lý nè. Thứ hai, bà nghe, bà về Việt Nam coi chừng bị bên uh, công an Việt Nam mình hốt á, tại vì bà liên quan tới những cái vấn đề phản động đó quý bà con. Đó cái kiểu đó em nói em cũng không được quyền mà nói những cái từ đó, nó nó hơi nhạy cảm. Em nói vậy quý bà con nào hiểu là hiểu liền à. Ừ, kiểu vậy. Kiểu như bà cũng uh, bên bên uh, đó bên vậy đó. Đó rồi, không nói cái đó ha. Rồi uh, Thứ nhất là bà bị bên đó Và thứ hai Bà rất bà đã hứa rất là nhiều lần Là kiểu như tổ sức à, tổ chức chứ Tổ chức lai like show rồi cho con ve ở bên Mỹ Mà rốt cuộc có, có đâu Thời đất có dễ dầu gì Bây giờ em nói cái câu chuyện của con ve nó, 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 lan truyền rất là rộng Bây giờ thậm chí bầu xô mà bên Mỹ, bên Pháp, bên Úc, bên Úc Châu cái gì tùm lum búa xô đó là người ta đã biết tới cái con 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 da này rồi. Ừ, người ta không có dám mời. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, bà soạn giả này kiểu như bây giờ á bà biết bà biết quá nhiều quá nhiều về những cái bí mật của con ve cho nên vì vậy đó con ve nó cũng sợ nó không dám chơi nhưng nó chưa có dám ra mặt là nó đi theo hai bong bóng nó chọn về phe hai bong bóng nha quý bà con thì cái này là em theo em dự đoán thôi nha và em cũng theo nghe mấy cái thông tin các anh em người ta đưa mà bây giờ rồi bây giờ mình quay qua vấn đề Tại sao mà con ve đó Nó đi lại theo bên phía mà Vợ chồng le le Tại vì quý bà con mình nên nhớ đó, Nói, nói nào ngay Thì vợ chồng le le Nó chi mạnh tay hơn Là ở bên phía soạn giả Đúng không Bà soạn giả này nhiều khi đó, bà cũng có cái vỏ thôi à Chứ bà không có cái ruột Ừ còn con le le nói nào ngay nó cũng nó cũng mạnh về tài chính nó cũng có thể là nó chi này cái các kiểu đúng không rồi thêm cái vấn đề nữa con ve nó khoái đi ca đi hát lắm quý bà con cho nên vì vậy nó chọn hàng hai bong bóng để làm chi để nó cái cơ hội đi hát của nó càng ngày càng ngày càng trở thành cái hiện thật đó thì cái đó là theo em nghĩ vậy thôi còn không biết quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào thì quý bà con mình cho em biết cái ý kiến nha chứ mà bây giờ em nói thật á đúng ra thì bây giờ á con ve nó tính ra nó cũng dở bây giờ người ta chơi á là người ta chọn luôn hai bên đúng không bây giờ nhiều nắng hướng nào mình theo hướng đó ví dụ giờ mình chơi với sọn giả thì bây giờ mình nói xấu hàng hai bong bóng đó rồi bây giờ ví dụ mình chơi với hàng hai bong bóng thì mình nói xấu với sọn giả cái bắt đầu cho hai người đó hiểu làm qua cho hai người nó làm lung tung beng lên cho hai người cự lộn đâu chứ đúng không vậy mới hay Thôi đất ơi chơi mà lựa chọn vậy đâu có hay đúng không quý bà con Thôi đất ơi rồi thì quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về những cái vấn đề mà em vừa nêu quý bà con mình cho em biết cái ý kiến với với cái suy nghĩ của quý bà con dưới phần bình luận video cảm ơn tất cả quý bà con mình đã dành thời gian ra Mà coi cái video này tới đây cùng với em xin chào hẹn gặp lại